Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, do cơn mưa lớn kéo dài từ chiều muộn ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 30 tháng 7, nhiều nơi tại các phường Bãi Cháy, Hồng Hải, Hoành Bồ, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng, Hồng Gai bị ngập sâu. Cụ thể, tuyến cống từ trên đồi FLC chảy xuống tổ 5, 6, khu 3 kéo theo bùn đất tràn vào các nhà dân và ra quốc lộ 18 đoạn qua phường Hồng Hạ, khu vực mương thoát nước liên phường, khu Bò Xính thuộc khu 3 và khu ngõ 4 đường Cao Thắng và công an cứu hỏa, khu 1B ngập sâu khoảng 0,6m. Ngập cục bộ tại nhà văn hóa khu 4 phường Hà Tu, tổ 3, tổ 7 khu 1, tổ 17, 14, 18 khu 2, tổ 42, 46 khu 4, mực nước ngập từ 20cm đến 120cm, có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và các phường, xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp, phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn. Đội ngũ cán bộ các phường, xã đã cảnh báo nhân dân về các tình huống thời tiết nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, nhất là vào thời điểm ban đêm và sáng sớm. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện việc kiểm tra hiện trường các xã, phường, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt. Đối với các khu vực sạt lở, các địa phương đã di chuyển các hộ dân trong khu vực sạt về nhà văn hóa, chăng dây cảnh báo tại khu vực tuyến kè sạt, đặt biển cảnh báo tại điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở phía trên. Một tuần sau mưa, người dân Hà Nội vẫn khốn khổ vì ngập lụt, nhiều nơi thành ốc đảo. Cơn mưa lớn kéo dài dịp giữa tuần qua trên địa bàn Hà Nội đã thêm một tiếng thở dài cho cảnh ngập lụt đô thị. Nhiều khu vực của thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng, thậm chí quá nửa ngày sau đó, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rút nước. Cư dân mạng thi nhau nhắc đến Vịnh Triều Khúc, Hồ Văn Quán nước ngập sâu, người và phương tiện bị bẫm di chuyển. Huyện Chương Mỹ có những đoạn mênh mông như sông. Các cụm dân cư nhìn từ trên cao xuống như những hòn đảo. Nước tràn vào nhà dân. 3 đến 4 ngày sau cơn mưa, tới 26 đến 27 tháng 7, dù trời đã trở nắng, nhưng hàng trăm hộ dân tại phố Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn sống trong cảnh nước ngập. Như vậy là sau những đầm tràn tiền, kênh đào Trần Hưng Đạo, cảng nước sâu cửa Nam, cách gọi hài hước về các khu vực ngập lụt tại trung tâm thành phố Hà Nội, các thắng cảnh dần được gắn liền với các địa danh quanh đường vành đai như huyện đảo Cầu Giấy, làng chài Ken Nam, Phượng Hoàng Cổ Nhuế. Và tới cơn mưa gần đây nhất này, thì bốn phía của Hà Nội, có cả huyện ngoại thành cũng đã gia nhập vào vùng sinh thái ngập nước. Long Biên, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông, nhiều điểm ngập. Chương Mỹ, Hoài Đức, Thanh Trì cũng ngập sâu, giao thông ách tắc, có nơi người dân phải di chuyển bằng thuyền. Thị trấn Xuân Mai có một nơi ngập gần 1 mét. Bộ đội, dân quân tự vệ phải hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và các tài sản của người dân tới khu vực cao hơn. Trên tuyến đại lộ Thăng Long, các hầm chui bị ngập nặng từ đường vào nhà dân, nhấn chìm nhiều xe máy. Tại nhiều khu đô thị mới ở phía Tây, nhiều người dân phải dùng bao cát, căn bạt che chắn làm đập ngăn nước không tràn vào nhà nhưng bất thành. Đáng chú ý, càng ở ngoại thành, nước rút càng chậm, có nơi ngập 2 đến 3 ngày. Ngập lụt tại Hà Nội đã kéo dài quá nhiều năm. Thậm chí khi người dân sợ hãi cảnh chật chội và ngập lụt nội đô, tìm ra ngoại thành sinh sống và các khu đô thị ven đô mọc lên, thì chính các khu đô thị cũng lần lượt trở thành ốc đảo. Mỗi trận mưa lớn là một trận ngập lụt, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, tài sản bị hư hại và hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Chưa thể thống kê được hết những thiệt hại do ngập lụt gây ra trong biết bao năm qua. Chỉ biết rằng càng ngày, tình trạng ngập lụt càng nặng nề, càng lan rộng và càng là hình ảnh không thể chấp nhận được tại đô thị loại đặc biệt của cả nước. Theo các chuyên gia, tình trạng ngập lụt tại Hà Nội không chỉ trong cơn mưa vừa qua là do mực nước tại các sông hồ dâng lên cao nên phát sinh hàng loạt điểm ngập úng. Một số khu vực và khu đô thị là vùng trũng nên đương nhiên trở thành rốn nước. Những nguyên nhân sâu xa là do Hà Nội vốn thoát nước theo phong cách từ trên cao chảy xuống chỗ trũng, trong khi tại các chỗ trũng lại chưa được đầu tư hệ thống thoát nước. Đô thị phát triển, mở rộng ra vùng ven nên các khu dân cư mọc lên, vừa chặn nước thoát đi, vừa trở thành nạn nhân của chính tình trạng ngập. Cũng có thực tế, trong khi có những khu vực chìm trong nước, thì trạm bơm thoát nước cho chính các khu vực này, dù được đầu tư tới vài trăm triệu đô la, lại hoạt động cầm chừng, không hết công suất. Lý do là dự án kênh dẫn nước vào nhà máy chưa xây dựng xong. Sự thiếu đồng bộ, dàn trải, phân tán cho đầu tư hạ tầng thoát nước, khiến tình trạng Hà Nội mở rộng không ngừng. Sau suốt mấy ngày ngập nặng tại ngoại ô Hà Nội vừa qua, một số giải pháp trước mắt để tiêu thoát nước nhanh đã được đưa ra. Ví dụ lập các trạm bơm giả chiến tại các khu vực ngập lụt. Tuy nhiên về lâu dài, Hà Nội cần đầu tư xây dựng các công trình tiêu thoát nước theo quy hoạch,
và hệ thống các hồ điều hòa đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước cho từng khu vực và toàn thành phố. Hơn nữa là cần một tổng công trình sư đủ năng lực để rà soát tổng thể, chỉnh sửa đồng bộ và bền vững, tìm lối thoát cho tình trạng nước ngập đã quá bế tắc hiện nay. Có như vậy, người dân thủ đô mới không còn phải ngậm ngùi với câu Hà Nội mùa nào phố cũng như sông đầy chua chát. Chuyện thật khó tin, một xóm ở Hà Nội đường biến thành sông, thuyền thay cho xe máy. Nước sông Tích Giang lên cao do mưa nhiều và thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy đã làm cô lập hoàn toàn xóm Bến Voi thuộc xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội trong nhiều ngày qua. Nước dâng cao từ đầu tuần, con đường chính dẫn vào xóm Bến Voi và đồng ruộng chìm nghỉm trong biển nước. Khu vực này trước là bến thuyền trung chuyển vật liệu xây dựng, địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước sông Tích Giang dâng cao. Nước dâng lên đỉnh điểm vào ngày 26 tháng 7 đã khiến nhiều ngôi nhà ngập đến nóc. Hình ảnh toàn cảnh xóm Bến Voi bị cô lập trong biển nước nhìn từ trên cao như hình một con cá bơi trên mặt nước. Con đường chính dẫn vào xóm Bến Voi ngập sâu trong nước, không thể đi lại. Người dân phải men theo hàng cột điện và cột mốc đường ven bờ để di chuyển được an toàn. Ảnh chụp con đường vẫn còn ngập sâu khi nước đang xuống dần. Các con đường trong xóm ngập sâu, việc đi lại phải dùng thuyền, sinh hoạt khó khăn. Người dân xóm Bến Voi đã quen với cảnh úng ngập liên miên. Các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng cao hơn so với bình thường. Áo phao là mặt hàng bán được rất nhiều trong những ngày qua. Không chỉ có xã Cấn Hữu, các khu vực khác ven sông Tích, sông Bùi như xóm Bến, xã Tân Tiến, tỉnh lộ 412B nối huyện Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai cũng bị ngập nặng cùng thời điểm. Người dân đi bắt cá trên đường làng những ngày ngập nước, đường biến thành sông, thuyền thay cho xe máy. Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn, tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Trước đó, bão số 2 mang theo lượng mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng. Hôm 24 tháng 7, nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập sâu, giao thông có chỗ bị tê liệt. Đến sáng 24 tháng 7, tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, nước vẫn chưa rút hết. Một tuyến đường nằm ven hồ ở khu vực Văn Quán, quận Hà Đông, giao thông tê liệt vì mực nước hồ ngập tràn lên đường. Tuyến đường nằm trong khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, nước ngập sâu. Theo dự báo thời tiết, ngày 24 tháng 7, dù bão số 2 đã tan nhưng suy yếu thành vùng áp thấp, khiến thời tiết Bắc Bộ duy trì mưa to, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào về chiều tối. Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, cao nhất 29 đến 31 độ C. Tại ngã tư Phạm Tu, Sa La, Hà Đông sáng 23 cũng ngập sâu. Cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi đi qua đây. Đoạn đường ở đại lộ Thăng Long, địa phận huyện Hoài Đức vẫn chìm trong biển nước suốt từ hôm qua sau những trận mưa lớn. Người dân cho biết sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu. Một hầm chung cư mini ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nước dâng cao cả mét. Khoảng 60 đến 70 chiếc xe máy bị nhấn chìm. Tại các điểm giao thông trọng yếu như ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, hàng dài xe cộ kẹt cứng không thể di chuyển dù chỉ là vài mét. Nhiều người phải bỏ xe giữa đường, tìm cách trú mưa hoặc đi bộ về nhà. Ngay từ sáng sớm 23 tháng 7, các con phố đã bắt đầu ngập nước, cản trở lưu thông và khiến nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước lụt. Trong chiều 23 tháng 7, một tài xế xe dịch vụ cho biết, tại khu vực đại lộ Thăng Long chiều nay cũng nhiều đoạn bị ngập sâu. Xe của các anh cũng không dám di chuyển, nên nhiều người phải ngồi trên xe chờ rất lâu chờ ngớt mưa. Nước rút mới dám đi do sợ hỏng xe. Theo ghi nhận của VTV, tới 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, tại chân cầu vượt Đô Nghĩa hướng về phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, dòng xe vẫn còn nối dài chậm rãi đi qua đoạn đường bị ngập sâu sau cơn mưa lớn. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt để hướng dẫn các xe phương án di chuyển cho an toàn khi đi qua đoạn ngập sâu. Theo nhiều người dân sống tại hai chung cư HH2E và HH2G, khu đô thị Dương Nội cho biết, khu vực đường này mưa và bị ngập sâu từ chiều, có đoạn ngập gần đến yên xe máy, nên các xe đi qua đây có thời điểm chết máy phải dắt bộ. Nhiều xe ô tô khi chứng kiến đã dừng lại di chuyển chậm trên cầu vượt để tìm cách mà không dám đi vào đoạn ngập sâu vì lo sợ chết máy xe. Xe máy, xe ô tô bị bõm đi qua dòng nước ngập sâu. Gần 11 giờ đêm ngày 23 tháng 7, nhiều xe vẫn chưa thể di chuyển qua đoạn ngập nước để về nhà. Ngay buổi chiều, chân cầu vượt Đô Nghĩa đoạn qua phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã bị ngập. Phương tiện nối đuôi nhau ngại di chuyển vì lo sợ đi qua đoạn đường bị ngập sẽ chết máy xe. Một người ở quận Hà Đông cho biết, vì lo sợ đi qua đoạn ngập sâu nên tình trạng tắc đường, xe nối dài trên cầu vượt diễn ra từ khoảng chiều tối nay, lúc nhiều người cùng đi làm về. Nhiều người để xe ở gầm cầu chờ cả tiếng đồng hồ đợi nước rút rồi mới dám đi qua. Tuy nhiên nước rút rất chậm nên việc di chuyển qua đây khiến nhiều người gặp khó khăn. Mưa lũ sau bão số 2, ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích.
Sáng 25 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Báo cáo cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Cụ thể, thiên tai làm 2 người chết và 5 người đang mất tích. Thiên tai cũng làm 2 người bị thương là 2 bà cháu đã được sơ cứu. Thiệt hại về tài sản, khoảng 10 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 8 nhà đổ sập và khoảng 100 nhà bị ảnh hưởng. Hơn 40 hecta lúa bị vùi lấp, 2 hecta thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Hiện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tiếp tục xác minh thiệt hại và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở giúp đỡ các gia đình sửa chữa, khắc phục nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, giúp đỡ hộ gia đình có người bị chết. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cũng cho biết, mưa lũ sau bão số 2 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tính đến 16 giờ ngày 24 tháng 7, tỉnh Sơn La đã có 5 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương do mưa lũ, sạt lở cùng nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi, đường giao thông. Trước đó tại Hà Nội, cũng ghi nhận 1 người đi qua ngầm tràn bị nước cuốn trôi, dù được cấp cứu sau đó nhưng vẫn không qua khỏi. Cho đến thời điểm này, Sơn La và Điện Biên là 2 địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 2. Tại Hà Nội, Hòa Bình và nhiều địa phương khác ở miền Bắc, mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 gây ra cũng gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân. Trước những thiệt hại như trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 72 ngày 24 tháng 7 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới. Trong ngày hôm nay, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu sẽ đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hạ du Hồ Thủy Điện Hòa Bình và tình hình lũ lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!